Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo giữa Van Lớp và Dài Dài. Ngày hôm nay thì không biết là Van Lớp đánh với Dài Dài thì còn đánh với ai nữa hay không. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất nhanh, tàu đi rất nhanh, toàn loại cao tốc thôi. Mạng này được cái lại mượt. Vâng, đánh nhìn sướng thật, chả thấy giật lag gì, mọi thứ vẫn đang trơn tru từ đầu đến cuối. Mặc dù đây là những thời điểm cao điểm của ngày hôm nay, thời điểm mà lượng người truy cập vào đông nhất, nhưng ngày hôm nay vẫn mượt, ok, ngon lành cành đào. Văn Lớp không được may mắn cho lắm khi thi đấu với Sen Long, nhưng thi đấu với Dai Dai thì game thủ Văn Lớp lại đâm ra lại ngon. Đôi voi bầy hươu to, mà đây lại là Persian, còn gì bằng. Vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại màn hình máy của game thủ Van Lớp thôi. Persian rất đẹp, tươi tắn. Ui rồi, ôi bài này thì... Vâng, đủ đồ từ phút thứ 3. Pơ đủ đồ từ phút thứ 3 mà thậm chí còn gọi được là bài pơ thầu dầu, pơ tuyệt đẹp. Những con hươu đang được đá về, tôi chỉ cần chừng ấy gỗ thôi và bãi vàng thôi, chỉ cần như thế kia thôi, không cần phải đến mức lung linh lắm, mà không cần nó phải đến mức mà phải hoàn hảo lắm đâu, chỉ cần bãi vàng như thế và bãi gỗ như thế thôi là được. Ui giời. Vâng, anh cẩn thận, anh cẩn thận, cố gắng anh tốc chiến tốc thắng. Homus.
Gontar, Thomas, Valamas, Rogan, Thomas, Valamas, Valamas, Zogontar, 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 Thomas, Thomas, Valamas, Valamas, Zogontar, Thomas. Only retarded. Thomas. Oklahoma. Valamas. Thomas. Valamas. Thomas. 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 Donna E. Valamas. Vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận đấu thôi. Một bài mà game thủ Van Lớp đánh nhiều dân và quyết định đánh thẳng cung A luôn. Đánh bài này, bài tôi nghĩ là bắt đầu Van Lớp cũng bắt đầu thấy ức chế với những trận thi đấu mà mình lại cửa dưới với Trung Quốc. Vậy anh quyết định đánh thẳng A bài này. Một bài mà game thủ Van Lớp hoàn toàn có thể ép cực sớm. À, vâng, chú Giai đi đâu đây? Thôi, lại vào chỗ dâm ngồi rồi, lại vào chỗ dâm ngồi rồi. Đi ra nắng mà chơi cho mát. Đâu rồi? Đây rồi, đi ra nắng mà chơi cho mát. Lại cứ đòi chui vào chỗ dâm. À đây. Vâng, chú Giai định dâm nhưng mà không ổn. Tôi nghĩ là không ổn. Anh Giai, vâng, tôi nhầm, anh Giai. Anh Giai định dâm nhưng mà tôi nghĩ là không ổn. Pha về e rất nhanh đến từ game thủ Van Lớp. Bây giờ lại chốt tiếp nhưng không được. Vẫn chốt được giữ hai được dân này. Vâng, chỗ bóng thì chả thấy chú Giai đâu. Chả thấy anh Giai đâu mà chỗ chả có bóng thì núp nhanh thế. Vẫn con ngựa giò vẫn đang đảo. Một bài mà hở hối hở quá. Vẫn đánh thẳng cung A. Vẫn cũng muốn chứng minh là mình là cửa trên. Mình là không thua Trung Quốc gì cả. Và cũng thể hiện được cái độ cay cú. Tôi nghĩ rằng bài này nên chém sớm mà đánh chuẩn bài Việt Nam là được. Mà cũng phải phức tạp tình hình lên như thế này để làm cái gì. Hay lại chốt vào xong cuối cùng lại rúi rụi vào bài gỗ. Dân ăn thực thì được nhúm ở nhà. Bãi quả này là bãi quả tôi nghĩ là cũng không còn nhiều. Úi giời. Lên muộn lắm. Úi giời ơi. Đang chú Giai ở bên kia chú lên muộn lắm. Cái này đánh chạm 3 chạm 4. Lại chạm 4. Đâu đang 21. Vâng, thế như vậy là vẫn chạm 4. Một kèo đấu vẫn chạm 4. Đừng cẩn thận nhá, cẩn thận nhá anh nhá. Anh đánh cẩn thận cho em nhờ gái. Tên dân không có bánh xe đâu. Mà làm gì có nông dân ăn thực nữa mà anh sóc cung. Vâng, bây giờ thì én đi. Và sau đó thì tầm khoảng 2 tơn chém mới tích được sang bên này vã cho thì cũng căng đấy. Chưa nói trước được cái gì đâu, cũng căng đấy. Vậy em cũng minh họa thôi, không giải quyết được nhiều vấn đề. Đấy, đây 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 đây. Bây giờ lại cắm P. Vâng, có kịp hay không? Chưa chắc tơn này đã kịp đâu. Tham Lai lại xuống 1x ngay giờ. Đấy. Lúc này cũng đa dạng thế nhỉ. Vâng, các kiểu các thể loại. Cái gì thế nhảy, vâng, cung A đứng trên dốc. Tỉa nhanh thật. Nhưng bây giờ thì làm sao? Ba nông dân ăn vàng như thế này đòi. Ba nông dân ăn vàng như thế này thì đòi. Đòi chơi P có được không? Đâm đi, đâm đi, đâm đi, đâm đi, đâm đi. Đâm rồi đấy, bắt đầu đâm rồi đấy. Có cả K ở phía bên ngoài kìa. Vâng, cựa trên. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đen một chiếc BS thì phải. À, chủ gõ 23 rồi. Vâng, tốt rồi. Nhưng mà nhìn cái tham này mà lại đi gõ 23 sang bên kia đây. Vâng, tham này đi gõ 23. Thế... vâng, đóng đóng A, đóng K, đóng Y. Lắm gỗ quá. Để nó hơi phí. Nhưng mà ở phía Việt Nam là mà nếu mà đánh bình tĩnh ra thì trận này là vẫn là nguyên cửa đấy. Grec vẫn đang còn nguyên cửa đấy. Trận này mà lên là cái giáp thôi. Chắc là tôi nghĩ là con chém là công giáp không đầy đủ thôi. Nhưng mà đánh như thế này thì đúng là thương hiệu Van Lớp thật. Như vậy là
tỷ số được nâng lên 3-1 dành cho Van Lớp. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với chuyến phiêu lưu tiếp theo của Van Lớp trước dài dài thôi.